kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung chính. Triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng 2019. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 Nguyên Tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc triển khai chuyên đề phát triển văn hóa đọc trong nhà trường năm 2019 với chủ đề Thế giới thần tiên trong truyện cổ Andersen. Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy đá tại xã Lộc Châu. Phần cuối chương trình là ghi nhanh Bảo Lộc trước ngày hội tổng quân, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị của người bệnh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hình thành nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu xuân, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bảo Lộc triển khai chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng năm 2019. Với các thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, hiến giọt máu đào trao đời sự sống và kết nối trái tim kết nối sự sống. Chiến dịch sẽ được tổ chức bắt đầu từ 7 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc, với chỉ tiêu vận động đạt tối thiểu khoảng 300 đến 350 đơn vị máu 250ml. Tuyên truyền trực tiếp và tư vấn khoảng 1.000 lượt người về hiến máu tình nguyện, treo trên 60 băng rôn cờ phướng áp phích về hiến máu tình nguyện và lễ hội Xuân Hồng 2019. Có ít nhất 6 tin bài về hiến máu tình nguyện và lễ hội Xuân Hồng 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và địa phương. Vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp đầu xuân là một việc làm mang đầy tính nhân văn sâu sắc, góp phần rất lớn trong việc cung cấp kịp thời nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2019, Chi hội Văn học Nghệ thuật thành phố Bảo Lộc phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 Nguyên Tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã tới dự. Chi hội Văn học Nghệ thuật thành phố Bảo Lộc là một tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Tổng số hội viên hiện nay là 43 hội viên, trong đó chuyên ngành văn học có 19 hội viên, chuyên ngành nhiếp ảnh 11 hội viên, chuyên ngành âm nhạc 8 hội viên. Còn lại là hội viên theo con đường hội họa. Trong suốt 17 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã chọn Nguyên Tiêu hàng năm làm Ngày thơ Việt Nam. Năm nay nối tiếp truyền thống, Chi hội Văn học Nghệ thuật thành phố Bảo Lộc cùng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề Mùa xuân và biên cương Tổ quốc. Tại chương trình, các thành viên cùng người tham dự đã cùng nhau ngâm thơ, đọc thơ, nghe những bài hát phổ thơ của các tác giả thuộc chi hội. Tại đây, chi hội cũng đã giới thiệu về tuyển tập văn học nghệ thuật Bờ Lao, bao gồm các thể loại văn, thơ, nhạc, họa và nhiếp ảnh, là tập hợp những tác phẩm tiêu biểu của các hội viên được đăng trên tạp chí Lam Mi An của Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng. Thông qua ngày hội đã tạo nên cầu nối tâm hồn để những người yêu thích văn thơ đến gần nhau hơn, là một truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, động viên các nhà thơ, chuyên và không chuyên, có nhiều cống hiến cho đời, làm cho cuộc sống ngày thi vị và tươi đẹp hơn. Vừa qua, trường tiểu học Lê Quý Đôn đã tổ chức ngày hội vẽ tranh với chủ đề Thế giới thần tiên trong truyện cổ Andersen. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh trong trường. Đây là một trong những chủ đề nằm trong kế hoạch số 411 ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc triển khai đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường đến năm 2020, định hướng 2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Tại hội thi, các em học sinh thuộc các khối 3, 4, 5 đã thi giới thiệu về chân dung và các tác phẩm của nhà văn Andersen, thuyết trình về câu chuyện và vẽ tranh về các nhân vật trong truyện mà mình yêu thích. Bên cạnh đó là các hoạt động ngoại khóa để tạo một không gian vui chơi bổ ích, tăng tính đoàn kết, phát huy thể chất cho các em ngoài giờ học. Chuyên đề Thế giới thần tiên trong truyện cổ Andersen là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác phát triển văn hóa đọc năm học 2018-2019. Cùng với các trường tiểu học trên địa bàn, trường tiểu học Trân Vương cũng vừa tổ chức ngày hội vẽ tranh theo truyện cổ Andersen.
150 em học sinh trường Tiểu học Trưng Vương đã tham gia ngày hội vẽ tranh theo chuyện cổ Edison với việc lựa chọn một trong những nội dung các câu chuyện để thể hiện các ý tưởng trong tác phẩm của mình với các nhân vật mà các em yêu thích. Từ các câu chuyện kể của nhà văn Edison như nhân vật vịt con xấu xí nàng tiên cá. Các tác phẩm dự thi được các em học sinh trình bày trên khổ giấy A4 bằng bút màu, sáp màu, bột nước. Một học sinh có thể vẽ từ 1 đến 2 tác phẩm. Cùng với hội thi vẽ tranh theo chuyện cổ Edison, các em học sinh ở các khối lớp trong trường còn được tham gia cuộc thi rung chuông vàng với những câu hỏi về kiến thức mà các em đã được học. Nhằm tạo điều kiện cho các em có một sân chơi bổ ích và lý thú, thông qua đó giúp các em có điều kiện để phát huy năng khiếu hội họa. Qua những tác phẩm dự thi, bày tỏ những suy nghĩ, những mong muốn của bản thân, cũng như cảm nhận ở các nhân vật mà các em đã đọc được thông qua các tác phẩm trong truyện cổ Edison. Đồng thời cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về việc đọc sách cho các em học sinh. Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, Hội Chim Cảnh thành phố đã tổ chức Hội thi Chim Chào Màu H2 thành phố Bảo Lộc mở rộng năm 2019. Tham gia Hội thi Tiếng Hót Chim Chào Màu tại thành phố Bảo Lộc mở rộng năm 2019, có trên 160 lồng chim của các nghệ nhân chơi chim đến từ các câu lạc bộ chim cảnh thuộc 20 tỉnh thành trong cả nước. Tiêu chí của cuộc thi là chọn ra những con chào mào đẹp, có giọng hót hay, khỏe để trao giải. Mỗi vòng thi sẽ loại dần những chú chào mào lộn vòng hót kém. Những chú chào mào hót hay sẽ được chọn dần vào các top 30, 20 và 10. Theo ghi nhận, mặc dù hội thi lần này số lượng lồng chim tham gia rất nhiều, nhưng hầu hết chất lượng chim chào mào đều có giọng hót chuẩn, đạt được các tiêu chí mà ban tổ chức đề ra. Trải qua 16 vòng thi, ban giám khảo cũng đã chọn được những chú chim xuất sắc để trao giải. Hội thi Chim Chào Màu Hót Hay thành phố Bảo Lộc mở rộng năm 2019 là dịp để các nghệ nhân đam mê chơi chim có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, rèn luyện những chú chim chào màu hót hay, khỏe, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa tinh thần đang phát triển ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố. Trong các ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2019, tại Nhà văn hóa Vương Lộc Sơn đã diễn ra giải cờ tướng Xuân Kỷ Hợi mừng Đảng mừng Xuân 2019, giải do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức. Đây là một hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng thời kích thích phong trào tập luyện ở các địa phương, tạo sân chơi thiết thực cho những người đam mê bộ môn cờ tướng, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, có cơ hội cọ sát, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, làm tiền đề để tham gia thi đấu tại các giải cao hơn. Tham gia giải lần này có 40 kỳ thủ đến từ các đội phường xã Lộc Sơn, phường 1, phường 2, Đại Lào, Lộc Châu và hai đội khách mời là Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cùng câu lạc bộ cờ tướng Kỳ Đồng, Đà Lạt. Được chia theo hai nhóm tuổi, dưới 50 tuổi và trên 50 tuổi. Các đội bốc thăm chia cặp thi đấu theo thể thức hệ thủy sĩ 7 ván. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi hào hứng, ban tổ chức đã chọn ra các đội tuyển xuất sắc để trao giải, trong đó nhất lứa tuổi dưới 50, kỳ thủ Lê Đức Thọ, phường 1, nhất lứa tuổi trên 50, kỳ thủ Nguyễn Hữu Cường, phường 2. Vừa qua, Hội Nông dân phường 2 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, đồng thời tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân phường 2 hiện có 1.084 hội viên. Năm 2018, hội đã có nhiều hoạt động nổi bật trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Có 952 hộ đăng ký bằng 112% chỉ tiêu trên giao. Tham gia xây dựng phường phát triển toàn diện, đô thị văn minh, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ dân phố văn hóa. Trong năm 2018, có 1.071 hội viên đăng ký và có trên 99% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, thường xuyên làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, hội tăng cường các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội do hội cấp trên tổ chức, phấn đấu trong năm phát triển từ 15 hội viên trở lên, cuối năm đạt từ 650 đến 670 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trên 90% các chi hội đạt vững mạnh. Không có chi hội yếu kém, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc năm 2019. Dịp này, hội cũng đã trao tặng 23 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 250.000 đồng và 49 suất quà cho cán bộ chi hội, mỗi suất trị giá 130.000 đồng. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức trao quyết định công nhận khu dân cư văn hóa cho tổ dân phố 16, phường 2.
Tổ dân phố 16 phường 2 thành phố Bảo Lộc hiện có 229 hộ với 800 nhân khẩu, trong đó hộ thường trú có 175 hộ, 600 nhân khẩu với hai dân tộc chủ yếu là Kinh và một hộ là dân tộc Tày. Trong những năm qua, chính quyền mặt trận đoàn thể tổ 16 luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác. Toàn dân, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh trở lên, đời sống kinh tế các hộ dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1 đến 2%. Số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2017 chiếm 97,6%, năm 2018 là 97,1%. Theo quyết định số 1533 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc ngày 19 tháng 12 năm 2018 đã quyết định công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa cho tổ dân phố 16 phường 2. Thời gian tới, tổ dân phố 16 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mà Lao vừa tổ chức mừng thọ cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019. Mừng thọ cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn là hoạt động được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mã Lao tổ chức đều đặn vào mỗi dịp đầu xuân mới, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với hội viên người cao tuổi. Đồng thời khuyến khích động viên người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, giữ gìn và phát huy hơn nữa tinh thần tuổi cao gương sáng để con cháu học tập noi theo. Đợt này, toàn phường Mà Lao có 119 hội viên người cao tuổi được nhận quà mừng thọ, trong đó 4 cụ tròn 100 tuổi, 13 cụ tròn 90 và 95 tuổi và 102 cụ tròn 70, 75, 80 và 85 tuổi. Tại lễ mừng thọ, sau phát biểu chúc mừng của lãnh đạo phường Mà Lao và nhận các phần quà tặng từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc và Chủ tịch Ủy ban dân phường Mã Lao, rất đông con cháu của các hội viên người cao tuổi từ 70 đến 100 tuổi cũng đã đến tặng hoa và quà chúc mừng các cụ. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, chi nhánh BIDV Bảo Lộc đã dành một phần quà từ thu nhập của mình để trao tặng 1.000 phần quà trị giá 300 triệu đồng, góp phần cùng với địa phương trong việc chăm lo đón Tết cho các hộ đồng bào nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và một số hộ thuộc diện chính sách. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, chi nhánh BIDV Bảo Lộc đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc và các tổ chức hội đã trao tặng 760 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, hộ dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại các xã phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Cùng với đó, đơn vị còn tặng 240 phần quà Tết cho các địa bàn lân cận như huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên được BIDV Bảo Lộc thực hiện duy trì hơn 10 năm qua. Những phần quà là sự sẻ chia của tập thể cán bộ BIDV Bảo Lộc, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng để chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho những hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số và một số hộ chính sách với mong muốn mọi người đều có điều kiện được đón Tết vui xuân trong không khí ấm áp, vui tươi, hạnh phúc. Qua công tác nắm bắt tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện tại chòi trong quán cà phê Đăng Nguyệt thuộc thôn Ánh Mai 2 xã Lộc Châu có 4 nam nữ thanh niên có dấu hiệu đang sử dụng trái phép chất ma túy đá, gồm Vũ Thanh Long 30 tuổi, Trần Ngọc Vân Anh 30 tuổi, Lê Duy Anh 26 tuổi, thường trú tại thôn 4 Lộc Châu và đối tượng Ngô Hồng Khanh 26 tuổi. Cả 4 đối tượng trên cùng ngụ tại các thôn trên địa bàn xã Lộc Châu. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá gồm bình thủy tinh, một nỏ, một ống hút. Hiện công an thành phố Bảo Lộc đã lập biên bản thu giữ tang vật để tiêu hủy, cũng như nhóm đối tượng trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2019, ngày hội tổng quân, thành phố Bảo Lộc được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố trong năm 2019. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được thành đoàn, ban chuyên quân sự thành phố phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan hoàn tất với mong muốn ngày hội thực sự trở thành một ngày hội của tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc. Với chủ đề Tự hào tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc, Hội trại tổng quân thành phố Bảo Lộc năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2019 tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố. Trong đó, ngày 20 tháng 2, thành phố tổ chức hội trại và các hoạt động bên lề. Ngày 21 tháng 2 năm 2019, thành phố tổ chức lễ giao quân.
Theo kế hoạch, năm nay toàn thành phố Bảo Lộc có 119 chiến sĩ nhập ngũ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại ba đơn vị đóng quân gồm Trung đoàn 88 Sư đoàn Bộ binh 302, Học viện Lục quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Với yêu cầu mọi công tác chuẩn bị và tổ chức hội trại phải chu đáo, chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, thực hiện tốt phương châm đoàn kết, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, giáo dục cao, hội trại tổng quân năm 2019 diễn ra với các hoạt động trọng tâm xuyên suốt được triển khai gồm thi cắm trại, trang trí tiểu trại, thi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, kể chuyện truyền thống, giao lưu đêm lửa trại. Trước thềm hội trại tổng quân 2019, ban tổ chức hội trại đã nhiều lần tổ chức nhóm họp, triển khai các phần việc cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Là đơn vị bố trí địa điểm tổ chức, đến nay Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố đã hoàn thành việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, bố trí mặt bằng tổ chức cắm trại, nơi giữ xe, nơi khám phúc tra, bố trí nơi ăn ở cho các chiến sĩ, chuẩn bị nguồn điện, âm thanh ánh sáng nhằm đảm bảo hội trại được diễn ra thông suốt, không để sự cố đáng tiếc xảy ra. Là cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu cho thành phố về công tác tổ chức hội trại, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc đã ban hành các liên tịch tổ chức hội trại và các văn bản pháp lý hướng dẫn công tác tổ chức hội trại tổng quân, phân công nhiệm vụ và thống nhất các nội dung trong chương trình hội trại. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã triển khai các phương án đảm bảo công tác bảo vệ an toàn trong suốt quá trình tổ chức, phối hợp với thành đoàn xây dựng kịch bản và tham gia điều hành các nội dung của hội trại. Thực hiện theo các cái hướng dẫn của trên về công tác tổ chức cái hội trại tổng quân trong năm 2019, thì đến giờ phút này thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cùng với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cũng đã là tham mưu bằng các văn bản chỉ đạo các đơn vị, xã phường, các ban ngành, đoàn thể có liên quan ở địa phương đã làm tốt cái mọi công tác tổ chức chuẩn bị cho cái hội trại tổng quân và đã kiểm tra, đôn đốc và tổ chức hội nghị quán triệt rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Đặc biệt thì năm nay cũng đã có sự chỉ đạo sâu sát từ đồng chí Bí thư Thành ủy. Các đơn vị tới giờ phút này cũng đã làm tốt mọi công tác tổ chức chuẩn bị. Thì thông qua cái hội trại tổng quân năm nay, đó là một cái nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất trong năm, cũng gửi đến cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ bằng những cái nhiệt tình, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của một công dân là lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đó là một niềm vinh dự tự hào, đồng thời là phát huy truyền thống của quê hương Bảo Lộc, lên đường vượt nắng, thắng mưa, say sưa học tập, rèn luyện là một người quân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Là cơ quan trực tiếp quản lý đoàn viên thanh niên, đến trước thềm hội trại, thành đoàn Bảo Lộc đã hoàn tất việc tổ chức kết nạp đoàn viên, bàn giao sổ đoàn, làm công tác tư tưởng, kiểm tra và chỉ đạo tổ chức làm lều trại, gặp mặt thân nhân chiến sĩ, để các thanh niên lên đường nhập ngũ an tâm về tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Với vai trò là thường trực ban tổ chức hội trại, thì thành đoàn Bảo Lộc chúng tôi đã phối hợp với cơ quan quân sự thành phố xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình, kịch bản cũng như là hướng dẫn các nội dung liên quan đến thi công cổng trại, trang trí trại gửi về các đơn vị xã phường. Ngoài ra thì thành đoàn Bảo Lộc cũng đã thi công cổng trại chính cũng như là cùng với các ngành liên quan như là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin và Ban hóa các xã phường làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường chính cũng như là tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xã phường tổ chức kết nạp đoàn và các công tác chuẩn bị bàn giao sổ đoàn cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Và đến thời điểm này thì công tác tuyên truyền trực quan cũng như là trên các trang thông tin điện tử của thành đoàn, của thành phố, cũng như là các trang mạng xã hội thì cũng đã đầy đủ các nội dung để cổ động, tuyên truyền thanh niên cũng như là thân nhân gia đình an tâm tư tưởng, động viên con em mình lên đường nhập ngũ năm 2019. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã phường, đặc biệt là các gia đình tiếp tục động viên con em mình an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và đặc biệt, hội trại tổng quân năm 2019 với sự chuẩn bị của thành đoàn
và các cơ sở đoàn hứa hẹn sẽ là một ngày hội lớn của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện nay, thành phố Bảo Lộc đã sẵn sàng cho hội trại tổng quân năm 2019. Hy vọng rằng, với sự vào cuộc, quan tâm sâu sát của cả hệ thống chính trị, sau hội trại, 119 chiến sĩ lên đường tổng quân sẽ bình an, chăm chỉ luyện tập, hoàn thành nghĩa vụ, góp phần gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.